Kính thưa quý vị, như Hồ Tài đã chia sẻ trước đó, thì tận dụng làn sóng công nghệ mới từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có thể tối ưu hóa chi phí vận hành, nguồn nhân lực và đồng thời tăng doanh thu vượt bậc của quý doanh nghiệp. Vậy thì câu hỏi được đặt lên bàn cân là sử dụng và ứng dụng công nghệ, công cụ AI như thế nào để đạt hiệu quả, đang thu hút sự quan tâm vô cùng lớn đến từ quý doanh nghiệp. Và để trình bày và chia sẻ về quan điểm này, xin mời mọi người cùng đến với phần trình bày, chia sẻ với nội dung là sử dụng công cụ AI hiệu quả, với phần chia sẻ đến từ ông Đặng Hữu Sơn, CEO Robinbot. Xin mời ông cùng tiến lên sân khấu ạ. Xin chào quý vị đại biểu. Hôm nay rất là vui mừng, chúng ta đã có quá tuyệt vời rất nhiều kiến thức ở cái tầm C-level đúng không ạ? Thì hôm nay em xin đại diện gọi là lớp trẻ đang làm một trong những sản phẩm về AI Creative rất là hot hiện nay đúng không ạ? Thì em xin giới thiệu nhanh, thì em đang làm về sản phẩm Robinbot, là start tiên phong trong việc ứng dụng AI trong lĩnh vực content marketing. Thì đây là một số thông tin của em trước khi chúng ta bắt đầu. Thì trước khi vào, chúng ta sẽ cùng làm một cái warm up nhé ạ. Lúc này chúng ta đang nghe rất nhiều ý tưởng về business, về transformation, về nhân sự rất là tuyệt vời. Và mình ngồi dưới mình đang chụp rất nhiều hình ảnh. Hôm nay chúng ta sẽ đi làm một trong cái công việc đó, là chúng ta sử dụng được cho công việc của chúng ta, cho những CEO, cho những người C-level dưới luôn. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem. Bây giờ xem thử hai các bạn có đoán được trong này là có cái nào là do AI biết và cái nào là do con người biết không ạ? Nhanh ạ, vài giây thôi ạ. Bên nào là AI, bên nào là con người biết ạ? Bên này AI hay con người ạ? AI ạ, bên này con người hay AI ạ? AI luôn. Bên này là con người, bên này là một kỹ thuật câu lệnh để sửa lại một chút tên một trong những cái sản phẩm của bên sản phẩm của CJ, là một cái công ty tập đoàn Hàn Quốc. Thì các bạn cũng biết là ngày xưa chúng ta biết từng viết ở trên các cái trang web về tuyển về trang web sản phẩm, chúng ta từng viết như thế này, nhưng mà nó rất đơn giản, cần một cái câu lệnh chúng ta có thể viết một cái câu như thế này: khách hàng của chúng ta thì đọc cái bên nào hơn ạ? Chắc chắn là bên kia hơn, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được thế này thôi. Và có một cái kỹ thuật rất là hay ở trên các công cụ mà phát hiện AI hiện nay á, để mà con AI nó không phát hiện được là do con AI viết á, thì chúng ta viết cái kiểu này, tức là viết cho nó cầu thả, cho nó thô, thì con AI cho nó là do con người viết. Còn viết mà hay thế này thì luôn luôn nó là AI. Nhưng mà hiện nay trong rất là nhiều nhà trường và các doanh nghiệp hiện nay có rất nhiều bạn không sử dụng AI để viết, nhưng mà AI nó cũng nói là do AI viết. Bởi vì chúng ta sẽ là khi có câu chuyện lúc nãy lát nữa, và cũng có rất nhiều bạn không có nhiều kỹ năng về marketing, không có nhiều kỹ năng về content marketing, nhưng họ có thể build được một cái đội để mà có thể phát triển đánh thị trường toàn cầu, rất là tuyệt vời đấy. Rồi tiếp theo, một câu chuyện rất là thực tế. Ba cái hình này, AI hay là con người ạ? AI hay con người ạ? Chúng ta cần đi nhanh thì chỉ có 20 giây 2 phút thôi. Ông này là con người hay AI ạ? Còn ông này? AI hết đúng không ạ? Vậy thì bây giờ câu hỏi khác này: bao nhiêu thời gian để ra được cái này? Ba cái KPI này, KPI thực tế đã triển khai của Shopee và FPT nhé. Mình cũng là dân FPT nhưng mà đây là của Shopee này. Họ làm cái này mất bao nhiêu chơi ạ? Bao nhiêu phút? Bao nhiêu ngày? Cho một con số đúng không ạ? Bao nhiêu ạ? 30 phút ạ? Mất 1 tuần để ra cây vi này. Vậy thì tại sao có AI rồi mà vẫn mất thời gian như vậy? Đấy, cái bài toán của chúng ta khi mà ứng dụng cho dù là AI hay là con người, bài học đầu tiên phải đưa quy trình truyền thống vào sử dụng AI. Quy trình đầu tiên nhé, chúng ta không bao giờ sử dụng AI một cách cẩu thả đến khi mà đưa các cái thông tin lên internet một phát rồi sửa không được đâu. Thế nên là cho dù cái này chỉ mất khoảng vài giây vài phút để ra, nhưng họ ra khoảng 100 phiên bản, sau đó họ đưa cho các bộ phận để brainstorming và chọn ra cái phiên bản tốt nhất. Họ làm cái quy đầu tình đó giống quy trình gì ạ? Giống như là đang làm việc với một agency. Hãy đối xử với AI giống như đang làm việc với một agency. Lưu ý nha, và cái quy trình cũng phải như vậy. Rồi tiếp theo, bây giờ các doanh nghiệp ở Việt Nam đã ứng dụng AI như thế nào và bài toán của họ là gì? Doanh nghiệp đầu tiên đó là một cái. Ok, chúng ta phải đi nhanh cái phần về thống kê, chúng ta cũng phải bỏ qua chút, chúng ta đi vào cái phần case study luôn, không có nhiều thời gian.
Doanh nghiệp này là doanh nghiệp về content marketing đang bị tác động rất lớn từ các cái dòng sản phẩm mà làm về content. Họ ngày xưa có khoảng tầm là 5 nhân sự chính và thuê khoảng mỗi bạn 20 bạn và mất 160 mấy triệu một tháng. Nhưng khi mà ứng dụng AI vào, họ tiết kiệm được 50% cái số tiền họ phải bỏ ra hàng tháng. Và trước đó là cái bạn mà bạn gọi là bạn CEO của công ty này là một người anti AI. Vì bạn nói là công ty đáng là về sáng tạo thì không bao giờ mà gọi là dùng mấy cái con AI đâu. Và đó là thời điểm tháng 5 2023, thời điểm chỉ là chị chắc chắn ra mắt khoảng tầm 3-4 tháng rồi. Thế là các bạn biết là đây là một tập case study, là khi họ triển khai vào 10 nhân sự còn lại làm năng suất so với 20 bạn hoạt động. Và công ty này có thể mở rộng rất nhiều sản phẩm và thậm chí là lấy thị trường nước ngoài. Case study thứ hai đây là SME nha, còn công ty tập đoàn như thế nào? Đây là một tập đoàn về trà ở Việt Nam, không nhắc thì ai cũng biết nha. Là về TH này, đây, đội ngũ của họ là phải đảm nhiệm, ngày xưa chỉ là một trong sản phẩm thôi, đó là về trà. Sau này thì công ty mở rộng bên dưới rất nhiều SKU, cực kỳ nhiều luôn. Và như vậy nó đặt ra một bài toán là cái đội ngũ đó không được tăng số lượng người, không được tăng chi phí marketing, nhưng vẫn phải tăng cái số lượng nhận các cái cổ tích về và phải tăng doanh thu. Đó là một bài toán thực sự rất khó. Nhưng nó may mắn ở chỗ là năm 2022 chúng ta có cái công cụ Generative AI nó ra đời. Thế nên là một trong những việc là gặp khó khăn trong việc phát triển ý tưởng, AI làm được. Cái thứ hai, mất thời gian trong việc sản xuất nội dung, AI làm được. Và sau khi chương trình này được triển khai thì mình cũng là một may mắn là mình triển khai đào tạo cho đơn vị này. Tất nhiên hôm nay mình nói câu chuyện về đào tạo là bởi vì phải đào tạo, phải có tư duy ứng dụng AI, chứ không phải là vài cái câu lệnh prompt là chúng ta ra được cái bộ công việc đâu. Bởi vì thế này, cái đơn vị này họ làm việc với agency rất nhiều, họ làm với các cái đơn vị bên ngoài là production house, và họ sẽ cần phải làm việc một cái tư duy của một cái người làm việc với cái đơn vị sản xuất. Họ phải ra được cái bài toán ở trên các cái storyboard như vậy. Thì ngày xưa chỉ có những bạn senior hoặc là những bạn giỏi mới làm được. Nhưng khi nào sau này khi mà họ ứng dụng công nghệ AI vào để làm thay đổi ý định, các cái video ngắn và sản xuất được rất nhiều, thì họ đưa AI vào. Và công việc này cũng tương tự cho một công việc khác, đó là một agency rất lớn ở Việt Nam. Mình không thể nhắc tên ở đây nào mà nó có thể đặt tên này. Thì cái công việc của họ là họ quản lý một cái hệ thống hơn 25 triệu free follower trên mạng. Và các bạn nhân viên ở đây ấy, thì rất là gặp khó khăn trong cái việc là phát triển idea. Mỗi cái agency hoặc là mỗi cái mạng talent ấy, họ lại có những cái phong cách khác nhau. Và cái người mà nhân sự này họ phải làm việc với đây, trong cái đầu họ lúc nào cũng khi thì là nhiều nhân dạng, là nhiều nhân dạng. Khi thì đang làm về bất động sản, lúc thì nhảy qua làm về kem trộn, AWC gì đó. Họ gặp rất là nhiều khó khăn khi mà ứng dụng vào. Đây, làm việc rất là truyền thống và sau đó thì tôi sẽ ứng dụng để làm bắt kịp được cái đa dạng hóa thị trường. Nhưng mà thì bây giờ chúng ta nói là case study có rồi, các doanh nghiệp đã ứng dụng thực tế nhé, giống như là Shopee, giống như FPT, giống như các tập đoàn này, họ đã làm rồi. Thì không phải câu chuyện chúng ta đứng ngồi đây chúng ta nói có nên làm hay không, bây giờ là làm như thế nào. Hôm nay mình không có nhiều thời gian, mình sẽ chia sẻ cho anh chị một vài cái tip để chúng ta về ứng dụng ha. Rồi, thế này nói nhanh. Ngày xưa thì là máy tính này, cộng với các cái dữ liệu kiến thức của chúng ta được đưa lên internet này, nó train này, nó ra cái con AI hiện nay. Mặc dù năm 2017-2018 là AI đã vào Việt Nam rồi, đặc biệt là các công ty nhiều viên AI, FPT AI, có dịp làm việc này. Đấy, và sau đó chúng ta ra được thì nó sẽ có cái gì ạ? Chúng ta không cần phải học thuộc hoặc là cách sử dụng 5.000 công cụ AI hiện nay trên thế giới. Chúng ta sẽ phải mất 5 năm để làm chủ nó. Nhưng là với cái câu lệnh prompt và cái quy trình chuẩn đó, chúng ta sẽ có được một cái bộ chuẩn để làm việc cho các cái phòng ban ở phía dưới. Rồi, đây là một con số rất là hay. 70% nhân viên của chúng ta hiện nay đang sử dụng AI này, nhưng không muốn cho các quản lý, CEO hoặc đồng nghiệp biết là mình đang sử dụng AI. Nhưng mà có một cái điểm rất là thú vị này, là khi có một cái cuộc khảo sát khác thì nói rằng nhân sự là cái người quản lý, họ lại khi mà nhân viên sử dụng AI thì là họ xác định, họ chấp nhận là 64% là có cái sự tăng về năng suất. Và cái này ở trên thế giới nhỏ nào sử dụng rồi, như các bạn có thấy cái video cái máy này. Cứ 3 trong một cái công ty, cứ 4 người nha, thì có 3 người hiện nay đang sử dụng AI rồi. Đây là câu chuyện có thật và Microsoft đã có cái báo cáo rất cụ thể. Còn đây là tỷ lệ sử dụng AI trên toàn thế giới, tất cả thế giới hiện nay họ đang sử dụng, là cái mức độ là daily, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Nó có một cái báo cáo rất cụ thể rồi. Để mình sẽ đi theo cái phần sau để chúng ta cùng xem cái cách thức để chúng ta triển khai ha. Rồi, đây là một cái mô hình. Mô hình này chúng ta nhớ rằng là khi mà công việc chúng ta dính ở đâu này, ở cái mảng đích là vì content, chúng ta sẽ có một vài công việc.
chúng ta không cần nhớ hết toàn bộ 6.000 công cụ mà nó sẽ rất là lan man. Chúng ta chỉ cần nhớ 6 cái nhóm công việc này nằm trong cái chuỗi GTPI. Ví dụ chúng ta muốn làm cái hình ảnh, chúng ta nói là text to image, đúng không? Muốn làm code chúng ta là như vậy. Sau này các cái công nghệ AI nó phát triển thì người ta bắt đầu có những cái idea khác, từ cái hình ảnh người ta chuyển sang video. Thì mình có cơ dịp làm việc với một cái công ty ở bên ngoài Hà Nội, họ đưa cái công nghệ AI này vào cho cái đội, rồi là đội studio, họ đi ra trực tiếp vào hiện trường. Thì ban đầu là lúc đó lúc nào cũng phải ra mà nó để quay, còn bây giờ cái đội mà làm cái brief, họ chỉ cần là đưa cái text, sau đó chuyển thành cái hình ảnh để mô tả. Từ cái hình ảnh này họ sẽ chuyển sang video và chuyển cái đó sang cái đội studio, để trước khi mà đi ra ngoài hiện trường để mà làm việc á, họ sẽ phải biết trong đầu là cần chuẩn bị những cái gì và cái hình ảnh của cái hiện trường nó sẽ như thế nào. Đó chính là một trong những công việc rất cụ thể của AI. Tiếp theo, đây là một cái sơ đồ, thì mình trong cái slide gửi lại cho ban tổ chức, thì mình sẽ có một cái quy trình để áp dụng AI vào trong các tổ chức bắt đầu với marketing. Đầu tiên chúng ta sẽ chia ra các cái nhóm này, chia ra các cái nhóm sẽ ứng dụng AI trong công việc. Nhóm đầu tiên là nhóm head, ví dụ chúng ta là head marketing. Nhóm thứ hai là nhóm nhân sự ở dưới. Nhóm nhân sự ở đây là khi chúng ta triển khai với phòng marketing đầu tiên, sau đó trong đó chúng ta sẽ chọn một số phòng khác để ứng nghiệm, để thử nghiệm. Đầu tiên là phòng nhân sự, hai là phòng sale, bởi vì hai cái phòng này sử dụng AI tốt trong cái việc là làm gì ạ? Marketing, giống như anh Dũng lúc nãy có nói, nhân sự phải biết marketing, nhân sự phải có tư duy truyền thông, nên là nhân sự ứng dụng AI hiện nay làm việc đó. Sale cũng phải marketing. Bây giờ chúng ta chọn một số, sau đó toàn bộ phòng này sẽ đi qua một quy định này nha, quy định này gọi M. Đó. Vậy thì có một cái điểm ở đây thôi này, đó là có cái bộ gọi là bộ tri thức AI. Bộ tri thức AI là gì? Nên mình sẽ bỏ qua những cái thứ về AI nó ảo giác, của AI nó gặp nhiều vấn đề về bộ nhớ này kia ra, chúng ta sẽ đi vào trong sau luôn. Đó. Bây giờ chúng ta nói là cái bộ tri thức này, là chúng ta phải chuẩn bị những cái bộ prompt, những cái câu lệnh quy trình để ứng dụng trong công việc. Vậy thì chúng ta có một cái ví dụ như thế này, là một câu prompt dành cho tất cả anh chị ở đây luôn. Ví dụ chúng ta từng phải được xếp ra một công việc mà công việc đó không thuộc chuyên môn, ví dụ tổ chức một cái sự kiện, lập một cái báo cáo tài chính, lập một cái ví dụ như user product chẳng hạn, và thậm chí là chúng ta còn chưa biết nó hình thù và những cái keyword nào đưa vào. Vậy thì chúng ta sẽ làm cái tình trạng chúng ta thường thường nhập lên chat GPT câu lệnh như vậy, đúng không? Nhưng nó vẫn chưa phải là câu lệnh tốt, tốt bởi vì là câu lệnh quá sơ sài. Rồi chúng ta sẽ bổ sung cho nó như thế này. Rồi một câu lệnh bổ sung nhưng nó vẫn chưa tốt đâu. Như thế này nó tốt hơn chút này, bởi vì là cái chỗ này chúng ta vẫn còn thiếu rất nhiều. Và bây giờ mình sẽ cầm điện thoại lên, mình sẽ gọi cho một người 10 năm kinh nghiệm. Mình sẽ nói là anh ạ, à, anh có 10 năm kinh nghiệm tổ chức sự kiện, anh chỉ cho em 10 cái câu hỏi quan trọng nhất của một cái người làm tổ chức sự kiện, và hãy cung cấp em 10 cái gạch đầu dòng cho em cũng chuẩn bị cái đó để tổ chức cái sự kiện. Vậy thì hãy hỏi AI y chang như vậy, hãy sử dụng cái tri thức của AI, hỏi AI những câu đó và nó sẽ trả lời chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ làm được cái gì ạ? Chúng ta phải chuẩn bị một cái câu thế này, đúng không? Quá phức tạp, nên là hãy đi làm theo cách của mình. Đó là chúng ta đầu tiên hãy hỏi câu như thế này của mình. Bạn là một chuyên gia 10 năm kinh nghiệm về tổ chức sự kiện, hoặc là một người làm tài chính, một người làm product, một người làm kế toán, đúng không? Rồi lập ra một cái gì đó giống như câu đầu tiên, nhưng mà cái câu này mới là cái câu quan trọng. Tôi chưa bao giờ tổ chức sự kiện, tôi chưa bao giờ lập báo cáo tài chính, tôi chưa bao giờ làm sản phẩm, tôi chưa bao giờ làm về công nghệ. Vậy thì hãy từng lập kế hoạch ngay mà hãy hỏi tôi 7 đến 10 câu. Sau đó AI sẽ dựa trên cái dữ liệu của bạn, nó sẽ hỏi cái câu như thế này. Đây chính là kỹ thuật share prompt trong cái lĩnh vực AI, người ta dùng để huấn luyện AI, nhưng chúng ta lại dùng nó để đưa ra các cái đầu mục và hỗ trợ chúng ta trong quá trình là hỏi. Những cái câu hỏi này chúng ta đã có thông tin chưa? Có sẵn. Giống như chúng ta cốc máy lên gọi cho một chuyên gia, một người bạn bè 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức, thì bây giờ chúng ta hỏi nó như vậy. Và sau đó làm gì? Chúng ta cung cấp cho nó đầu bài như thế này. Chúng ta cung cấp đầu bài. Cung cấp xong thì chúng ta tiếp tục, nếu mà chúng ta thấy vẫn còn những cái điểm chúng ta có thể bổ sung, tiếp tục đừng cho nó trả lời mà hỏi câu này. Tiếp tục hỏi tôi thêm thông tin, đừng vội lập kế hoạch ngay. Hãy hỏi tất cả những gì tôi cần thiết. Thì đây chính là kỹ thuật mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng được. Bây giờ không có liên quan đến marketing, không liên quan đến sale. Cái này dùng về cái tư duy ứng dụng cái câu lệnh này, và chúng ta dùng nó để brainstorming và lập kế hoạch. Rồi sau đó nó sẽ ra những cái ý tưởng như thế này. Và sau đó thì chúng ta sẽ có một cái video ngắn, nhưng mà cái sao có thể là không có đủ thời gian trong cái slide, thì mình sẽ gửi cho mọi người xem cái cách nó chạy câu lệnh ra. Rồi. Bây giờ chúng ta đến cái phần gọi là làm câu lệnh cho marketing, hoặc là những câu lệnh để sáng tạo nội dung như thế này.
câu lệnh cho sáng tạo nội dung thì chúng ta có nhiều cách. Một là chúng ta sử dụng cái Gina Prompt Perfect, chúng ta có một câu lệnh ví dụ như là viết một đoạn vừa kịch bản TikTok, thì đây chính là AI tạo ra prompt cho các bạn. Rất nhiều bạn hiện nay là tự viết câu lệnh giống như lúc nãy là viết một câu lệnh ABC, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái tool, đây là một là câu tool, và tool đa số họ sẽ viết như thế này bằng tiếng Anh, sau đó nạp các cái phần dữ liệu như rubric, phần là brand name. Vậy thì bây giờ tôi tư duy quay trở lại lúc nãy mình có nói một câu gì ạ? Hãy đối xử với AI như một agency. Vậy thì khi mà agency họ sẽ hỏi chúng ta những cái như là brand name của chúng ta là gì, đúng không ạ? Rồi là cái mô tả sản phẩm là gì, rồi nỗi đau của khách hàng là gì. Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị trước những cái bản đó. Rồi bây giờ chúng mình sẽ đi nhanh vào phần này. Chúng ta phải chuẩn bị những cái bản đó ở mình gọi là một cái bản brief giống như một agency. Chứ đừng có nghĩ rằng là dùng AI là dễ nhé. Đừng có nghĩ là chúng ta lên tên prompt này, chúng ta gõ vài câu là nó ra, bởi vì cái câu hỏi của chúng ta đưa ra nó sẽ phản hồi lại tùy thuộc vào cái đầu vào. Mà đầu vào đây là chúng ta đã phản hồi cho nó ngắn và nó không đủ dữ liệu và không đúng cách nhé, thì nó cũng trả lời cho chúng ta tương ứng. Và lưu ý là nếu mà chúng ta viết câu lệnh content marketing hoặc copy marketing bằng tiếng Việt thì chỉ được 30-40% chất lượng đầu ra. Vậy thì nguyên tắc là chúng ta phải viết content marketing câu lệnh khung là bằng tiếng Anh, và chúng ta ra được ngôn ngữ đầu ra thì mình sẽ chia sẻ nhanh quy trình làm. Rồi, bước 1 chúng ta bình thường viết như thế này, nhưng quy trình chúng ta sẽ phải làm cho nó sâu hơn một chút là viết nội dung quảng cáo Facebook của tiêu đề chính. Ok, sếp yêu cầu thế này hoặc là Facebook yêu cầu như thế này, đưa những yêu cầu vào, đúng không? Bình thường như vậy chúng ta viết như vậy. Nhưng mà kỹ thuật đúng sẽ là như thế này: viết một câu lệnh khung như này bằng tiếng Anh, nạp những cái dữ liệu của anh em ở đây, và chúng ta lúc đó sẽ ra một câu lệnh đầu ra. Tất cả tool viết content trên thế giới đang sử dụng kỹ thuật này, và không phải họ chuyển sang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga, là họ translate đâu nha. Họ dùng chính cái câu lệnh này: write it in Vietnamese for Vietnam audience. Cái câu lệnh này đã sa thải 20% nhân sự của Duolingo, các bạn có tin không ạ? Câu lệnh này của GPT-4 nó chuyển toàn bộ cái chất lượng content của nội dung và giữ nguyên được 80% đầu ra. Và Duolingo đã dùng cách này để translate toàn bộ nội dung tiếng Anh sang các ngôn ngữ khác và sa thải 20%. Rồi, mình còn bao nhiêu phút nữa? Ok, chúng ta có rất là nhiều dữ liệu, thì sau anh em mình sẽ đi nhanh để chúng ta có. Không bấm được slide, bấm giúp mình nhé. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái quy trình tiếp theo chúng ta làm nhé. Đầu tiên thì các bạn gõ một câu lệnh kiểu này, đóng vai một chuyên gia. Bây giờ chúng ta đừng có quan tâm cái nội dung, quan tâm giúp mình hai cái màu sắc, màu trắng và màu vàng. Các bạn thấy lạ đúng không ạ? Nhiều khi cứ viết câu lệnh xong nhưng mà bây giờ mình đi phân tích tức đã. Cái màu trắng mình gọi là cái khung prompt template, cái khung màu vàng mình gọi là cái dynamic input. Cái dynamic input này chính là cái phần chúng ta viết câu từ mà đã được duyệt, tức là giám đốc marketing này, trưởng phòng marketing này, hay là những người mà hiểu về thương hiệu phải duyệt những cái nội dung này và chuẩn bị giúp mình một cái bản như thế này. Mình sẽ đi tiếp với mình nhé, đi tiếp luôn, tiếp luôn, không bấm được nữa. Tiếp phần sau có một cái bảng giúp mình luôn, tiếp phần sau nữa. Rồi, okay, tiếp đây nữa. Đây, một cái bảng kiểu như thế này. Chúng ta phải chuẩn bị cái này cho phòng ban của chúng ta, cho nhân viên của chúng ta ở dưới. Chuẩn bị trước những cái phần nội dung thế này. Tiếp giúp mình nữa. Rồi, ok, tiếp cái nữa là cái ví dụ. Giả sử thương hiệu chúng ta brand name là gì, mô tả sản phẩm là gì, thương hiệu có lợi ích gì, có nỗi đau gì. Phải viết tất cả cái này thành một cái bộ mà trong cái khung quy trình của chúng em mình có đưa là, gọi là thư viện câu lệnh, hay là thư viện nội dung dành cho đội ngũ ở dưới. Sau khi có cái bộ này rồi, chúng ta mới đưa cái nội dung này vào phía trên này, phía này, đưa vào trong những cái số như là brand name, rồi là persona, hay là các cái vị trí mà các bạn muốn đặt bất cứ đâu. Vậy thì chúng ta sẽ có được cái khung câu lệnh là bằng tiếng Anh, sau đó ràng buộc ngôn ngữ đầu ra bằng ngôn ngữ này, và các bạn có thể sử dụng cách này để dùng cho 100 ngôn ngữ trên thế giới nhưng vẫn giữ được 80% chất lượng đầu ra. Và lưu ý các cái nội dung đầu ra mà viết kiểu như là viết brainstorming lập kế hoạch thì hoàn toàn chúng ta có thể tương tác bằng tiếng Việt như lúc nãy mình có nói một cái ví dụ đúng không? Nhưng mà đã dùng cho khách hàng để sản xuất content, để sản xuất nội dung đầu ra mang cái yếu tố sáng tạo và khách hàng là người thưởng thức cái đó, đọc cái đó, thì chúng ta phải đúng cái quy trình. Bởi vì 80% này là gì? Là AI, ngôn ngữ mẹ đẻ của AI là tiếng Anh, nó sẽ hiểu toàn bộ cái câu lệnh, ví dụ nó hiểu eye catching là cái gì, nó hiểu attention là cái gì, nó hiểu mục tiêu là cái gì. Chứ nếu bình thường như chúng ta dịch nó sang tiếng Việt thì nó chỉ hiểu khoảng 30-40% cái ngữ thành của câu đó trong cái lĩnh vực quảng cáo.
các bạn lưu ý cái phần này. Đó, đây là những cái phần nội dung ha, các bạn có thể xem lại slide mình sẽ gửi sau. Rồi, hai cái câu lệnh này các bạn có thể sử dụng. Và câu lệnh này thì để chúng ta có thể là dùng để viết một cái câu lệnh bằng tiếng Việt, sau đó revise cái câu này sang tiếng Anh và sau đó ràng buộc thêm câu lệnh ngôn ngữ lên để có thể xây dựng thành một cái thư viện tri thức câu lệnh cho công ty, mà không nhất thiết phải download bất cứ một cái form nào trên mạng. Thì rất là nhiều bạn là bỏ ra 1-2 triệu download những cái form ở trên mạng, rồi 1.000 form, nhưng về vẫn xài được đâu, bởi vì cái đó không từ cái task công việc của chúng ta đi lên và chúng ta làm quy trình vì sao. Ví dụ như đây là một cái AIDA ha, chúng ta sẽ làm một cái ví dụ như là khung AIDA. Mình sẽ có một cái khung AIDA thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ viết một cái khung câu lệnh bình thường như thế này, đúng không ạ? Viết bằng tiếng Việt cũng được, tiếng Anh cũng được. Nếu mà bạn nào mà không giỏi về tiếng Anh, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng câu lệnh viết bằng tiếng Việt. Rồi, chúng ta thêm một cái nội dung về bên dưới nữa. Ở đây mình gọi là cái phần example cho AI nó nước từ trên xuống dưới, nó hiểu cái khung AIDA là gì. Nếu chỉ viết trên tên nó không đủ hiểu ạ. Và những cái phần mà màu xanh á, chính là cái phần dynamic input mà gọi là gì ạ? Viết cho agency họ đọc, họ hiểu và AI chuyển hành cho agency. Sau khi có được cái bộ khung này rồi, chúng ta làm việc, chúng ta chuyển nó bằng cái câu lệnh là revise thì chuyển sang câu lệnh bằng tiếng Anh và nó sẽ có một bộ câu lệnh tiếng Anh như vậy. Như vậy chúng ta lưu cái này vào trong cái bộ thư viện team của team này, của công ty này để làm gì? Để khi mà có task thì các bạn nhân viên ở dưới, các bạn chỉ cần lấy là sử dụng thôi. Kết hợp với cái bộ brief mà lúc này chúng ta đã chuẩn bị và đã được duyệt rồi thì các bạn sẽ tăng tốc được cái thời gian, không còn đi copy paste rồi là ngồi tức chat GPT không biết được gõ cái gì nữa. Thế nên đến quy trình chúng ta làm. Các quy trình này cũng tương tự, ví dụ như là xây dựng một cái kế hoạch campaign cho bạn này, rất nhiều cái quy trình khác. Còn với bên mình thì bên mình quy hoạch tất cả những cái quy trình đó của thế giới, của các cái công nghệ ha, thì bên mình có xây dựng cái công cụ này từ tháng 3/2023 rồi. Hiện nay thì có hơn 50.000 khách hàng sàn và sắp tới bên mình sẽ phát triển công cụ này cho cái lĩnh vực doanh nghiệp. Các bạn có thể sử dụng làm miễn phí ở trên công cụ là Loving Box, có rất đầy đủ công cụ như là viết quảng cáo, viết website, kịch bản video rất là tận hết, rất trực quan, rất là dễ sử dụng. Thì đây là cái công cụ mà gọi là tóm tắt chuyển hóa tất cả những cái quy trình công này để lên công cụ, chúng ta chỉ cần nhập phần tem thôi. Ok. Và có một cái phần ngắn nữa là về ứng dụng AI, quy trình nó cũng tương tự như vậy nhé. Tức là chúng ta làm về ứng dụng AI thì có rất là nhiều cách để chúng ta làm. Có những cái người mà sử dụng AI để có thể xây dựng cái kênh mạng xã hội thế này, như như là chị Kelly, một đêm thì phát triển cái kênh hơn 3,6. Bây giờ nếu mà bạn search là cái TikTok thì nó lên hơn 26 triệu cái hàng rồi. Còn nếu mà dùng ứng dụng AI trong hình ảnh thì sẽ làm gì nữa ạ? Bao nhiêu ạ? Còn là AI influencer là một trong những cái lĩnh vực đang phát triển ở thế giới hiện nay, và Việt Nam cũng có nhé. Là hiện nay là ví dụ như là có chị này là 253.000 lượt follow, và các bạn cứ nghĩ rằng à, ở trên đó là chắc là chỉ có bạn nam rồi là những cái bạn mà đi tìm những cái hình ảnh đẹp để đi follow, đúng không? Sai nha, bởi vì chúng ta sẽ có một case study đây này. Có đẹp không ạ? Không muốn nói là quá xấu đúng không? Nhưng mà bao nhiêu lượt follow ạ? 2,8 triệu người follow vào đây là một AI influencer luôn. Họ cũng có nói rõ luôn đây là một con robot, người 9 tuổi robot sống ở Los Angeles. Và cái câu chuyện nó mới quan trọng. Cái đội ngũ phía sau họ phát triển cái con này là họ dùng tên cái tệp khách hàng rất là rõ. Đó là họ không đánh vào tệp da trắng mà họ đánh vào tệp da màu. Họ đi vào trong một cái hashtag như vậy. Như vậy các bạn quan trọng là khi mà thương hiệu có thể phát triển những cái công cụ thế này, đưa những cái hình ảnh lên để xây dựng một cái tuyến nhân vật, và sau đó làm gì ạ? Một cái bài post thế này này, bao nhiêu tiền ạ? 120.000 đô cho một bài post. Còn Việt Nam thì sao ạ? Việt Nam cũng có luôn. Đây, có thể search ở trên Instagram của một studio rất nổi tiếng ở Việt Nam đang thử nghiệm để chuẩn bị tung ra cho thị trường Việt Nam. Đó là tên là Tammy Rosa, có 104.000 người follow và họ đang đón đầu cái công nghệ này. Họ dùng các cái công nghệ của AI như là Stable Diffusion hoặc có Train Model, và họ đưa ra những cái hình ảnh để họ xây dựng những cái chân dung nhân vật, sau này nó sẽ đại diện cho những công ty của chúng ta, các thương hiệu của chúng ta. Nhưng tất nhiên là không cần phải thuê agency đâu, chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Nhân viên ở dưới chỉ cần hiểu quy trình làm là có thể làm được. Ok, quy trình thì mình trong slide cũng có nhé. Ở bên dưới thì mình có một số cái quy trình để các bạn có thể làm một cái bộ hình ảnh và kèm vào chân dung. Những cái hình ảnh của Shopee ấy, là họ không phải prompt một phát là ra liền đâu, họ sẽ chia thành rất là nhiều giai đoạn.
giai đoạn đầu tiên họ phải ra được cái grip đúng không? Và thứ hai là họ phải ra được cái gì ạ? Là cái chân dung nhân vật. Thì cái chân dung nhân vật là chúng ta sẽ phải có một câu lệnh thế này để ra được cái chân dung. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa này, đó là phải có một bộ hình, bộ kỳ vụn nó liên quan đến công việc của công ty chúng ta. Và không phải đúng không? Ứng dụng AI nó cũng phải có bài bản, phải có quy trình, chứ không phải là cứ gõ câu lệnh ra. Tạo nên cái bộ này, sau đó từng cái bước chúng ta mới đưa vào trong cái dữ liệu này, tạo chân dung này, đưa những cái keyword vào đây y chang như cái quy trình lúc này viết từng tên, chỉ khác bây giờ là hình ảnh thôi. Đưa các cái keyword vào đây, nó sẽ muốn, các bạn muốn làm bất cứ chân dung nào cũng được. Các bạn chuẩn bị cho một cái bộ như này. Tiếp theo với cái phần ví dụ như là cái phần về tạo hình ảnh, nó cũng tương tự ra. Giả sử như đây là một cái hình ảnh của một cái nhân vật mà các bạn đang muốn nó tập trung vào các cái sản phẩm dành cho nam giới. Thì nếu mà cho dù cái câu lệnh của chúng ta dài hay ngắn không quan trọng nhé, quan trọng phải có keyword nó đủ sức nặng để nó mô tả đúng cái chân dung nhân vật đó, thì nó tên lên này. Hay là ví dụ như vậy, mình có đi đào tạo cho một cái đơn vị là tập đoàn Đại Tường Pháp chuyên về sách giáo khoa tỉnh Hồ Chí Minh rất là lớn ấy. Thì lúc đây họ gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc là làm những cái con vật mà để đại diện cho từng cái trang sách giáo khoa. Bạn biết là có rất là nhiều cái hình ảnh ngày xưa phải thuê để mà làm bản quyền. Hiện nay họ có thể ứng dụng những công nghệ này, họ làm bất cứ chân dung nào mô tả con thỏ đang chạy đua hay làm gì, làm rất khỏe mạnh. Và các doanh nghiệp hiện nay họ đang âm thầm sử dụng rồi, họ không có muốn cho chúng ta biết là họ làm đâu, nhưng các doanh nghiệp chúng ta sử dụng rất nhiều ha. Ok, rồi lúc nãy là về hình ảnh chân dung thì đây là tương tự, nhưng mà đây là về hình ảnh. Chúng ta sẽ có một cái bộ hình ảnh thế này và những cái key của cái sản phải chuẩn bị cho mình những cái bộ thế này trong công ty, trong đội ngũ để nhân viên ở dưới có thể sử dụng, rất là tiện lợi cho bản thân các anh chị sử dụng. Chứ không phải chúng ta lúc nào mà cần bắt đầu mới nhảy vào suy nghĩ xem cần đưa những cái keyword nào, rồi từ khóa nào vào, mất thời gian là một. Thứ hai là không đúng chuẩn, đúng không ạ? Đây là cái quy chuẩn để chúng ta làm quy trình. Đây là chương trình. Thực ra là mình hiện nay thì có hai công việc, một là phát triển sản phẩm về AI mà cho sản phẩm của Robot, hai là mình có may mắn là được tập đoàn người ta kêu về đào tạo. Và sau đó là khi mà mình đăng lên mạng xã hội thì bắt đầu người ta cũng thấy nhu cầu cao quá, người ta cũng mời về các diễn giả. Thì đây là cái chương trình gọi là đào tạo các tập đoàn như AIA hay là ở trung tâm internet của Bộ Thông tin Truyền thông nó đưa vào. Ok, như vậy thôi. Rất là mong anh chị có thể là ứng dụng công nghệ vào, và chúng ta không có gì cao siêu đâu. Ứng dụng công nghệ AI là không có gì cao siêu, mình không nói những công nghệ gì cao siêu đâu. Chúng ta ứng dụng hàng ngày, đưa nó vào cái công việc hàng ngày của chúng ta. Và nhớ nhé, cho dù AI hay là con người cũng phải đối xử nó như một agency và phải có quy trình, đang là cái bài bản để mà có kiểm duyệt phía sau nữa. Cảm ơn anh chị rất nhiều.